chiếm một số khu định cư quan trọng. Nga đập tan chiến tuyến của Ukraine ở New York và Torres. Ukraine tiếp tục thất thủ ở adiska, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh nóng nhất theo hướng adiska, Ukraine bị tấn công bởi nhiều nhóm UAV. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang xây dựng chiến lược hải quân mới. NATO lo ngại Tổng thống Biden sẽ không thể đánh bại ông Trump. Xin kính chào quý vị, quý vị đang quay trở lại với điểm nóng toàn cầu hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Nga chiếm một số khu định cư quan trọng. Kênh Military Summary đưa tin, giao tranh trên mặt trận Kharkov vẫn tiếp diễn quyết liệt, trong đó lực lượng ít thiệt hại nặng nề trong những trận chiến đẫm máu ở Glyboki. Cũng ở phía bắc Ukraine, quân đội Nga lại bắt đầu di chuyển dọc biên giới với vùng Sami. Rõ ràng những sự chuẩn bị cuối cùng đang được tiến hành trước khi Moscow bắt đầu một hoạt động vũ trang tổng hợp theo hướng này. Trong 24 giờ qua, một số vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng hơn đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga, bao gồm cả làng Sokhiu. Nga đập tan chiến tuyến ở New York và torret. Theo kênh Ryadovka, trong tuần qua, sự kiện nổi bật nhất là lực lượng Moscow đập tan thành công chiến tuyến đã tồn tại từ năm 2014 của Ukraine. New York, một trong những địa danh kỳ lạ nhất ngày càng được nghe nhiều trong các bản tin. Theo đó, binh sĩ nga đang chiến đấu trên đường phố ở New York, một ngôi làng gần Golovka phía nam của Torets, thuộc vùng Donetsk. Trong một thời gian dài, khu vực này thực sự là một góc tương đối yên bình trên dọc mặt trận nga-Ukraine, bởi vì chiến tuyến ở khu vực này đã có từ năm 2014 và hầu hết các công sự tại đây đã được xây dựng từ nhiều năm qua trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện tại, tình hình hai bên sườn Torres đã thay đổi đáng kể. Ở phía bắc, lực lượng Moscow đã hạ gục Bắc Mút và bắt đầu đánh chiếm Chasovia. Còn về phía nam, sau khi kiểm soát thành phố Adivka, họ đột phá thân tốc vào Ocheretin, giành được ngôi làng và bắt đầu mở rộng vùng kiểm soát xung quanh khu định cư. Torres đang bị bao vây giữa một vòng cung lớn. Hạ tầng của nó là một đường chạy từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Bắc Mút đến Porov. Việc loại bỏ điểm nổi bật này sẽ cho phép các mũi xung kích Nga tiếp cận con đường tới Kostantinovka và sau đó là tấn công trực diện vào đại đô thị Kwasmatos, một trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine. Vào tháng 6, trận chiến bắt đầu ở Torres, lực lượng Moscow đã đột phá và đánh sập các vị trí tiên phương của Ukraine khá nhanh do Kyiv không có lực lượng tốt ở khu vực này. Vào ngày 21 tháng 6, Nga tập kích các đơn vị Ukraine đang luân chuyển ở vùng lân cận Torres. Thay vì một lữ đoàn giàu kinh nghiệm, Lực lượng mới tới của Kyiv là những đơn vị non nớt vừa chân ướt chân giáo tiếp quản các vị trí. Sau đó, hàng phòng ngự của Ukraine dần dần bị xuyên thủng. Vào những ngày cuối tháng 6, quân đội Nga đã tấn công vào các vị trí của đối phương trong khu vực New York khét tiếng, một ngôi làng phía nam của Torres. Những quả bom, trong đó có những quả nặng 3 tấn đã trút xuống New York, và vào thời điểm này, các mũi xung kích Nga đang chiến đấu ở những con đường trong khu định cư. Ukraine thất thủ ở Adivka. Theo kênh Riba, quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các trận địa phòng không Ukraine ở vùng Odessa, phá hủy hệ thống tên lửa S-300. Ngược lại, ký íp tấn công các kho dầu của Nga ở hai làng của Palovskaya và Leningradskaya trên vùng lãnh thổ của Krasnodar bằng UAV. Trên hướng Bắc Mút, tại khu vực Torres thì quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở ngoại ô phía đông của Dranba đồng thời tiến vào khu tư nhân và chiếm giữ các tòa nhà cao tầng đầu tiên ở Kirovo. Tại Bắc Adivka, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Sokol và phát triển cuộc tấn công theo hướng Sokos và Yevgenovska. Ngoài ra, ở ngoại ô của Yadnobodov đang diễn ra các trận chiến dữ dội. Ở nam của Adivka xảy ra giao tranh ở ngoại ô của Karlovka. Bên cạnh đó, cuộc tấn công vào thành phố Kwasnogorivka ở phía bắc của Marinka vẫn tiếp tục. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, giao tranh nóng nhất đang theo hướng của Adivka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 6 tháng 7 cho biết, 123 trận giao tranh đã diễn ra, tình hình vẫn nóng nhất ở hướng Poprov, Adivka. Nga cũng đang hoạt động tích cực ở hướng Liman và Kurakovsky. Báo cáo có đoạn, trong ngày, đối phương đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng hai quả đạn và 48 cuộc không kích, ném 60 quả bom KAB, sử dụng 317 UAV, đồng thời tiến hành 2.772 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga trên hướng Kharkov, Kupian, Liman, Seversky, Kramatorsk, Kurakovsky, Vermevovsky, Orekhov và Dnipro. Theo hướng Torres, lực lượng Moscow với sự hỗ trợ của không quân đã cố gắng tiến hành 11 đợt tấn công vào Torres, Zelensky, Severny và New York. Trận chiến ác liệt vẫn tiếp tục gần New York. Tình hình đã được kiểm soát. Quân đội Nga hoạt động tích cực theo hướng Poprov-Adivka, Tổng cộng kể từ ngày đầu, đối phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine 41 lần. Đến nay, thì 29 đợt tấn công đã bị đẩy lùi, 12 cuộc đụng độ đang diễn ra. Lực lượng phòng thủ đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn lực lượng Moscow tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Báo cáo cho biết, theo thông tin sơ bộ, trong ngày 6 tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa 181 binh sĩ Nga trên hướng Poprov, phá hủy 3 xe cơ giới, một khẩu pháo. Ngoài ra, còn có 2 xe cơ giới khác của đối phương đã bị hư hại. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay. Ukraine bị tấn công bởi nhiều nhóm UAV Ukrainska Pravda đưa tin, vào tối thứ Bảy ngày 6 tháng 7, không quân Ukraine ghi nhận những động thái của UAV Nga ở khu vực Kharkov và Sami. Lúc 23 giờ 16 không quân Ukraine báo cáo phát hiện UAV xa hết ở phía bắc vùng Kharkov, lệnh báo động khẩn cấp đã được ban bố. Tiếp đó, từ 23 giờ 38 đến 23 giờ 50 nhiều nhóm UAV nga được phát hiện ở vùng Sami, Kharkov và Kirovograd. Vào lúc 00:24 ngày 7 tháng 7, không quân Ukraine lại báo động. Từ 1 giờ 17 đến 1 giờ 53, các thông tin về UAV nga liên tục được cập nhật với các đường bài theo hướng Dnipro-Petrov, Dnipro, Kharkov, Kremenchuk, Kirovograd, Nikolaev, Sami, Potava, Kropyvnytskyi, Dnipro-Petrov, Cherniv. Đến 3 giờ 22, tức 7 giờ 22 theo giờ Việt Nam, cảnh báo phòng không đắt ban bố ở tất cả các khu vực, ngoại trừ Kharkov. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang xây dựng chiến lược hải quân mới. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 6 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nghiên cứu một chiến lược hải quân mới. Chiến lược này sẽ sớm được Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia phê duyệt. Ông nói, chúng tôi đang nghiên cứu một chiến lược mới cho quốc gia trên biển của chúng tôi chiến lược hải quân ukraine chiến lược này sẽ sớm được hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia phê duyệt các vấn đề đang được hoàn thiện chúng tôi hiểu rõ ràng cuộc chiến đã làm thay đổi cán cân quyền lực trên toàn bộ khu vực biển đèn và hạm đội nga sẽ không bao giờ thống trị vùng biển này nữa chúng tôi đang bảo vệ lợi ích của mình có tính đến khả năng công nghệ mới của ukraine và mối quan hệ mới của chúng tôi với các đối tác Ukraine sẽ luôn là quốc gia có khả năng bảo vệ lợi ích của mình trên biển, huyết mạch giao thông cũng như lợi ích của các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Ông Zelensky tuyên bố, đồng thời cũng cảm ơn những người lính đã tiến hành các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái trên lãnh thổ Nga. Ông nói, nhà nước Nga phải cảm nhận được phản ứng đối với những gì họ làm chống lại đất nước và người dân của chúng tôi. Bây giờ phản ứng này là hiển nhiên đối với họ, UAV của Ukraine đã là một thương hiệu toàn cầu. NATO lo ngại Tổng thống Biden không thể đánh bại ông Trump. Theo Politico, các nhà ngoại giao và lãnh đạo thế giới chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về tuổi tác và sức khỏe, cũng như là khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các quan chức nước này nhìn chung ủng hộ việc thay thế ông Biden và lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền sẽ gây tổn hại cho Liên minh NATO và làm suy yếu nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Họ cũng phản ứng trước màn tranh luận gần đây của Biden với sự cảnh giác và lo ngại rằng ông Biden có thể quá yếu để đánh bại ứng viên Donald Trump và tiếp tục lãnh đạo một siêu cường toàn cầu. Politico lưu ý, trong tháng qua họ đã nói chuyện với 20 người có liên quan đến NATO hoặc hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh và được biết rằng nhiều thành viên đã nghi ngờ niềm tin của họ đối với ông Biden từ lâu trước cuộc tranh luận. Bây giờ Tổng thống Biden phải thuyết phục các đồng minh rằng ông không chỉ sẵn sàng chiến đấu mà còn sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị. Politico dẫn lời một quan chức đến từ quốc gia thuộc NATO ở châu Âu. Không cần phải thiên tài mới thấy Tổng thống Biden đã già. Một quan chức EU khác lưu ý, tất cả chúng tôi đều muốn ông Biden có được nhiệm kỳ thứ hai để không phải đối đầu với đối thủ Donald Trump nữa, nhưng điều này không khả quan lắm. Điểm nóng toàn cầu tới đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo xin chào